lại với channel của mình. Mình là Hi Ha đây, và ngày hôm nay mình mới ra một cái ý tưởng mới khá là thú vị, nhằm mục đích là để thử lòng tụi làng sinh tố các bạn à. Bởi vì tụi nó hay thường hăm he Jimmy và cứ tìm cách để giết Jimmy hoài à. Nên vì thế ngày hôm nay mình sẽ quyết định giả làm Jimmy, sau đó thử lòng tụi nó bằng cách chết. Sẽ xem như thế nào, để coi hết video này và biết được tụi nó sẽ như thế nào thì các bạn đừng quên để lại cho Jimmy một nút like, share, đem hộ video cho Jimmy, cũng như là mong chờ một ngày Jimmy sẽ quay trở lại, cũng như là nhớ đăng ký cho kênh của mình. Và ngày hôm nay các bạn đợi xíu đi, mình sẽ thoát tài khoản này của mình ra và mình đăng nhập cái tài khoản của Jimmy vào thôi. Thì mình đã vô cái tài khoản của Jimmy rồi đây các bạn. Bây giờ thì let's go. Mình đã vào tài khoản của Jimmy thành công rồi đây nè. Đây nè các bạn ơi, được rồi, bây giờ thì đi kiếm tụi nó chơi đó nào. Mình sẽ đi ra giữa làng kiếm tụi nó và chọc tụi nó để làm cách gì đó tụi nó phải kiểu giống như là phải đánh mình hay sao đó, phải ép mình vào con đường chết. Sau đó mình sẽ bắt đầu kế hoạch chon của mình, các bạn hiểu rồi chứ gì. Nhớ là nhấn like cho Jimmy đó nghe. Được rồi, đi thôi nào các bạn ơi. Đây bây giờ tụi nó kìa. Vậy đây chính là nơi kế hoạch của mình chuẩn bị bắt đầu đó. Ủa sao cái gì vậy? Jimmy kìa. Hello tụi mày. Ờ sao vô đây tụi chat vậy? Hôm nay mic tao hư rồi. Nhưng tao nghe được. Nghe được rồi. Chơi cái gì tụi mày chơi dở muốn chết à? Bảnh chưa? Cái gì? Jimmy dám chửi tụi mình chơi dở à? Không, trời ơi, làm gì có vụ chơi dở vậy? Trời, tính ra Jimmy chơi dở nhất cái làng này. Tụi mày đừng có đánh à nha. Đánh rồi sao? Được rồi, được rồi đây, mình ghẹo được tụi nó rồi, mình cắt nó rồi. Đúng rồi. Mày thằng chó, dí đi. Chạy chửi luôn à. Chọc chó đơn giản không các bạn? Ôi trời ơi, đóng cửa nè. Ê, xe buýt lên ơi. Chạy nè. Mày nhốt mày lộng lại đi. Đúng rồi, nhốt lại luôn, chó lại. Vô đây. Mày. Giả bộ xíu thôi các bạn ơi. Giả bộ còn gọi là chống cự một xíu thôi. Đến lúc nào đó mình sẽ cho tụi nó giết mình. Sau đó kế hoạch của mình sẽ bắt đầu ha. Tụi mày cứ chờ đó. Không dễ dàng gì đâu. Dĩ đi. Không có mít mà chửi hả? Đúng vậy, có mít là tao lộ ngay, ngu gì. Ai quậy banh luôn các bạn ơi, quậy banh luôn. Trời ơi vậy. Đâu rồi? Mày nè. Lấy Được rồi, kế hoạch của mình bắt đầu rồi đó. Tụi nó đã đi ra ngoài ăn mừng rồi, thì bây giờ đến lúc mà mình đi vô nè các bạn. Bây giờ đi vô thì làm gì? Chúng ta sẽ dựng hiện trường giả chứ làm cái gì các bạn. Rồi, từ từ mình sẽ dựng một hiện trường giả nha. Được rồi, mình sẽ đặt một cái con nhân vật ở đây nè. Đó. Sau đó mình sẽ cho nó nằm xuống. Nằm sấp luôn các bạn. Rồi, còn cái này thì mình để cái tên Jimmy vô là nó sẽ biến nhân vật thành Jimmy ngay lập tức luôn các bạn. Rồi còn cái này thì mình sẽ làm cái này.
để mình có thể tạo dáng được cho cái con nhân vật của mình đó các bạn thấy không? Đó là đó các bạn thấy tay chân nó đang gọi là xoay xoay hay cái cử động của mình không? Tiếp theo là mình cho một hiện trường giả là phải nó cho nó chân thật các bạn hiểu không? Nên vì thế mình sẽ cho một cái cục máu vô. Bốc rồi. Đây là hiện trường mà tụi nó đã giết zombie đó mọi người ơi. Và zombie đã chết còn mình chính là hồn ma zombie đây. Ui các bạn thấy không? Trời ơi khác gì mà mình vừa chết xong rồi nó xuất hồn ra không các bạn? Chị Nami rơi khỏi thế giới chết vậy kìa. Nhưng mà mười đếm đó các bạn. Bây giờ thì đi kiếm tụi nó, cho tụi nó biết nào là lợi hại thôi. Ê, từ trước khi đi là phải dọn lại hiện trường cho nó chuẩn rồi các bạn. Được rồi, tụi nó đâu rồi ta? Tụi nó đâu rồi ta? Ồ, tụi nó kìa. Mình phải kiếm chỗ nào đó mình ngồi mình khóc các bạn à. Chúc mừng đi, làm bạn tuyệt đi. Ồ, nhưng mà khóc sao cho nó biết nha. Ôi, tôi thấy chỗ này khóc. Bạn đâu? Dột cái nhà nào, dột vậy? Nó dột cái gì? Ôi! Ôi! Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hù. Ủa sao? Phải bay trên không nha các bạn. Nhớ là phải bay trên không, đừng có đạp đất. Đạp đất là sẽ gọi là thành con người à. Mình bay trên không mới đúng hồng mà. Sao Jimmy biết bay mà con màu kia vậy? Đã chết. Cái gì? Thôi đã chết. Đừng có sợ nha. Chính tụi mày đã giết ta. Ủa thôi nè. Làm gì có đâu nào. Đừng có nói điều. Đi vô đi. Đi vô các bạn. Để ở đà lồi trên ngoài. Sao kỳ vậy? Trời rai luôn cho nó căng thẳng các bạn. Đó. Ơi Jimmy ơi, làm ơn đừng có ám tôi được không? Trời, sao tụi bay giết Jimmy trong phòng của tao? Ôi trời ơi, bây giờ còn sợ với Jimmy trong phòng nữa trời. Tự tiện xong rồi hồi sinh chứ ai ngờ. Trời sao mà con gặp tụi bay nữa. Chính tụi mày đã giết tao. Ôi ôi, cái xác nó mới di chuyển luôn kìa mọi người. Tụi mày đừng hành hạ cái xác của tao chứ. Không, Để nó bưng được Jimmy đi luôn á. Trời trời đất ơi. Bây giờ đi theo để coi tình hình sao các bạn ơi. Không biết một tí mà tụi nó nhận diện ra Jimmy đã không còn kế bên nó. Bắt đầu tụi nó đã chôn cất xong các bạn. Mà tụi nó thấy Jimmy mất tiêu. Không biết tụi nó sẽ làm sao ha. Lắp vậy. Nó đè lên luôn kìa. Nó đè lên luôn kìa. Rồi. Thôi được rồi. Nó lắp vậy nha trời. Chạy tụi nó đi, một xíu mình sẽ qua để hành hạ tụi nó thêm các bạn. Trời ơi, chưa có chuyện gì xảy ra hả? Nó giết mình xong rồi nó bảo chưa có gì xảy ra. Đúng là mấy đứa trong làng thôi kìa mà hết thuốc chữa mà. Trời ơi, coi nó chôn cất cái mộ, cái chỗ mình chết kìa. Kêu nó chôn cất cẩn thận mà nó chôn như này các bạn. Cắm một cọng hoa xong rồi nó cắm một bụi hoa hồng xong nó chôn nó đè một đống cát cái gì đó, đống đèn đống đồ mình xuống. Trời đất ơi, nó chôn cất kiểu đó đó các bạn. Không được rồi, mình phải đi kêu tụi nó xây thêm. Bây giờ qua bà nhà bà Nabi đi các bạn. Ui chị Nabi đâu rồi ta? Ôi rồi. Ơi, vậy? Giờ phải lao cái này. Lao vết máu hồi nãy mình đập ra đó các bạn à. Kina. Quéo liền. Kina. Em kêu chị là chôn cất cẩn thận mà. Em kêu chị là chôn cất cẩn thận mà. Trời ơi, chị đâu, hồi nãy chị đâu phải là người chôn đâu. Nhưng mà chị nói em là đừng có ám chị nữa mà. Chị tin là em ám cả nhà này không? Thôi bà đừng mà, chờ thấy trong mơ cũng được. Vậy hãy chôn cất cho em đàng hoàng đi. Được
Sợ liền, sợ liền các bạn. Dám chôn cất mình cẩu thả hả? Cho làm lại liền. Dám giết tôi xong rồi chôn cất à? Có nhìn tức không? Trời ơi, mặc dù người ta chết nhưng người ta vẫn tức chứ. Trời ơi, giỡn hoài. Trời ơi, tụi kia không nào da luôn. Cái gì hồn vậy? Gì mà có quậy trời gì vậy? Trời ơi. Chôn cất lại đèn quay cho tụi bay ơi, hồi nãy chung mới giờ hiện hồn về đó. Ok, uống thuốc tàng hình đi xuống các bạn ơi. Được rồi, hiện hồn vậy. Chung mới giờ hiện hồn về, nói sao đó. Nói gì? Nói sao là tại sao con chung cất đèn quay không thôi là ám hết nguyên cái nhà. Đó là do chị chứ đâu phải do. Đúng rồi, do chị. Tối nay là người. Đến lúc mình phải xuất hiện ra cho mấy thằng này một bài học hả bạn? Ôi, tờ lai tiếp tục. Trời ơi, cái gì kìa? Ơi, xuất hiện rồi. Hãy chôn cất tao đàng hoàng đi. Mấy thằng sợ chết mà tưởng như thế nào các bạn à? Ôi. Đúng rồi, xe mồi đi mọi người. Xe mồi. Ủa, thu tàng hình thôi. Mày. Đá lại là mày. Đá lại đi. Vậy. Là quýnh tao kìa. Quýnh nào mày. Cái gì đó mồi. Mày quýnh tao kìa. Mày quýnh tao. Mày lắm nha. Từ đen lắm. Nó xây lên rồi các bạn. Á đù, xây bằng kim cương. Chỗ cái mộ gì đâu dài dữ vậy. Kim cương này. Trời ơi, tụi nó bắt đầu xây mộ cho mình đàng hoàng rồi nè các bạn. Mình mà không nhúng tay vô là không biết sao luôn. Nó thấy gì nữa. Rồi. Vậy chắc được rồi đó. Rồi cho đào thôi. Bên này bị thiếu rõ nè. Hoa vô. Đó gì được rồi, đào á. Chỗ nào mà cấm. Trời ơi, mấy thằng này xây chôn cất vậy là chết rồi các bạn ơi. Chôn cất vậy là chết rồi các bạn thấy không? Ồ đó, chậu hoa rồi kìa các bạn. Ồ chuyên nghiệp dữ trời. Rồi đốt tiền ông thủ đi, Trời kìa đặt vô kìa. Trời ơi đốt tiền đúng rồi. Ồ tiền. Ủa này lụm lẻ. Bạn tiền người chết thì đừng có lấy. Lấy. Ở sao mất tiêu à? Ở dưới Yumi lấy rồi đó. Yumi lấy rồi đó đi chứ các bạn à. Ồ. Được. Ok, cho như vậy đi. Tối giờ mình sẽ quay lại sao các bạn à. Các bạn hãy chờ đó tối nha. Many minutes later. Các bạn ơi, chờ đã tối rồi. Đến lúc mình phải đi kiếm tụi nó tiếp. Đâu có để cho tụi nó dễ dàng vượt qua cái lúc này như vậy được. Ở đây hiện tại có hai thằng chết nhát ở đây nè các bạn. Hai thằng chết nhát này là hai cái thằng sợ ma nhất cả làng mình luôn đó các bạn à. Bây giờ mình sẽ kiếm tụi nó. Coi gì vậy nè? Mở gì coi ấy. Coi phim gì đó hay xíu đi. Phim ma đi. Gì vậy? Thôi không coi phim ma đâu. Ủa ai nhắn vậy? Ủa đâu, ngồi trên ghế mà nó cũng lắc lư luôn nè các bạn. Đỉnh thiệt. Chị đói quá, có gì ăn không? Trời ơi, sợ liền. Chị ơi, có gì giúp tủ lẹ đi chị ơi. Đâu, để coi có đồ gì ông đốt xuống cho chị chứ. Trời đốt xuống đây rồi, trời ơi. Để đây là chị ăn được rồi em. Tụi em làm liền nha chị ơi. Tôi làm con có gà nè. Gà đi, ngon. Bắt đầu bắt tay rồi. Đâu rồi? Ủa? Hay gì đâu vậy? Hay là hồi chiều mình quên đốt nhang đúng không hả chị? Hình như vậy á. Trời ơi, mấy người này suy diễn ghê thiệt. Đi theo con nó, có cái gì vui các bạn ơi. Nhanh nè chị ơi. Tự đây chạy đây này. Ok, để coi tụi nó làm gì ngay chỗ mộ của mình nha. Rồi, ấy đi chị, trời ơi. Đây. Cúng gà. Lỡ dạy em quên lắp nhang, giờ em đến lắp nhang bù nè. Ôi trời ơi. Đúng rồi. Bây giờ tiếp theo á, là mình sẽ về nhà của nó, xong rồi mình sắp xếp mấy cái đồ lại của nó cho nó lộn xì ngầu hết luôn các bạn. Để cho tụi nó sẽ thấy cái điều căng thẳng các bạn hiểu không? Đó, xong rồi cái này nằm này vậy đi rồi. Rồi cái này thì nằm ở đây đi đó. cái tivi đúng không? Tivi đập luôn cái tivi. Ủa, đập luôn cái tivi luôn. Xong mình cho cái tivi khác. Đó, làm ma cũng có tự trọng nha các bạn. Đó, đặt cái tivi
Ủa, đặt cái tivi mới ra cho nó. Đó, cái bàn thì đập luôn. Đó, cái bàn thì đem ra đây. Đó. Trời, các bạn hãy tưởng tượng tự nhiên một hôm đi về, tự nhiên thấy đồ này trong nhà sắp xếp từ lưa hết. Trời ơi, chắc quéo cò luôn á mọi người ơi, mọi người ơi. Đó, xong cái này đặt ở đây nè, đó. Đó, trời ơi, mình sắp xếp từ lơ, cái nhà của nó rối nùi hết luôn rồi các bạn ơi. Nhìn mà tức á. Thôi được rồi, bây giờ đi 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 đi, ba giờ phải coi tụi nó chuẩn bị về chưa các bạn ơi. Ôi, tụi nó giái gì, giái lâu dữ trời. Ui, vẫn còn giái nè. Ôi, xong rồi, ôi, vậy đó, chị ơi, chắc là bây giờ yên tâm coi phim rồi đó. Trời ơi, mắc cười này chứ. Đi theo, đi theo, đi theo, đi theo, đi theo. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, ôi, tập ơi, tôi nó quên đóng á, ai gì vậy? Ủa, vậy? Sao tự nhiên đồ nó cầm kỳ kỳ vậy? Ôi trời ơi. Ủa mà sao đồ tôi nhớ được nhân lên đúng không? Nhân lên mà sao? Ủa mình sao tự nhiên từ cái bàn luôn. Cái bàn nó kỳ kỳ vậy, nó bẻ tùm lum hết trơn trời. Ủa mà sao tôi nhớ tivi ở dưới đây tôi nhỏ mà sao nó to vậy? Trời ơi, con ma đập cái tivi kia cho cái tivi bự hơn rồi muốn gì nữa. Trời ơi. Cái gì vậy? Ủa cái bếp sao? Của tôi sao mất kia? Trời ơi, mất cái bàn rồi. Con quẹt ơi, con quẹt mất cái lồng rồi kìa. Lộn xì ngầu hết luôn rồi. Ủa cái này sao nằm trên đây vậy trời? Ơ cái gì mà ghê vậy? Hình như đi vậy giùm mấy ám tụi mình ấy rồi, ấy gì rồi. Trời ơi, vậy thì không ổn rồi. Thôi thôi được rồi, tôi có quen một ông thầy Pháp nè. Ông cũng hay làm thầy Pháp nữa. Để tôi gì, để tôi tìm ông cho lại đây nha. Đợi tôi xíu nha. Gọi điện ông tới. Ui được rồi, trong thời gian hàng này đi tìm thầy Pháp, mình sẽ đi tìm đứa khác để mình cho anh tiếp các bạn ơi. Kiếm đứa nào đây ta, kiếm đứa nào đây ta. À kiếm tôi gà. Tôi gà thôi bạn ơi. Đi. Ngày đêm khuya mà không đóng cửa luôn kìa. Vừa nói với câu đó đóng thiệt luôn hả bạn. Uống. Ơi đóng cửa lại để mà. Ô gà ơi. Ôi chạy đó mày. Ô gà. Định đi đâu vậy? Dạ tôi tính ra thắp hương cắm cho Dung Mi nè. Tôi ở ngoài đó lạnh quá, cho tôi ở nhà ông xíu được không? Trời ơi. Gà nổi da gà. Dạ Dung Mi cứ ở đây đi, còn tôi ra ngoài mổ tôi đậm chỗ rồi vậy ở đây nha. Không được. Được không, được không? Nhà của được. Ông phải ở chứ. Không rồi, ông già này tôi cho Yumi á gì. Ủa, cho mình coi nhà. Cho hết á, cho hết á. Cho tôi sổ đỏ làm chi? Sao tôi xài? Ờ, được rồi, để tôi quên sổ đỏ đâu có đưa tận tay được không? Để có một cách này, để tôi. Ok, ok. Ủa, nó định làm gì vậy? Ôi, đừng nói nó sổ đỏ của tôi. Ây cha, lộn. Đốt cái sổ đỏ nhà của nó luôn á trời. Nó đốt cái sổ nhà của nó thiệt luôn kìa các bạn ơi. Ui ôi, lan rồi. Đốt như thế thì tôi chỉ nhận được cái sổ thôi. Thì đúng rồi, nhận sổ đỏ là được rồi chứ sao nữa. Nhà đâu mà ở lạnh lắm tô ghê. Hay là tao rước mày theo. Nó đốt sổ đỏ nhà nó, giờ bây giờ nó đốt luôn cái con gà nhà nó luôn rồi mấy bạn ơi. Rồi rồi, đốt rồi, rước tôi nha, đừng có rước tôi nha. Ôi giống mi hết rồi. Đại hình đi các bạn. Chạy qua nhà hàng hồi dở luôn rồi bạn ơi. Ôi trời ơi, đốt ngôi nhà con gà của nó luôn rồi. Trời ơi, mình ác thiệt chứ. Ôi mấy thằng này sợ xúc quần luôn các bạn ơi. Bởi vậy tôi nói rồi, mấy thằng trong làng của tôi mấy thằng nào cũng sợ mà. Ủa, tàu hủ với lại Huy núp. Trời ơi, quay làm gì? Tao vừa gặp giống mi đó tụi bay. Dung Mi hả? Trời ơi, lại nữa hả? Tao đưa dạ hết cho Dung Mi rồi, bây giờ tao ở kế, tao sợ lắm á. Trời ơi, cho mày ra chung gà. Ôi, ủa, sao tụi bay ở đây vậy? Thằng Tàu Hủ cũng sợ ma hả? Tao sợ Dung Mi, tao sợ ma, nhà tao nhìn kìa rừng rú không rồi, nên tao qua đây ở kế. Mình đồn nhậu rồi, sống qua ngày thôi, biết sao vậy? Trời ơi, nhà tao chật quá mày ơi. Thôi kệ đi, đông vui gì đỡ sợ. Đập cửa đâu rồi? Đập vậy? Hello. Tụi nó sợ quéo cò luôn các bạn ơi. Bà Na Bi kìa. Bi ơi. Gì vậy? Chị
ao mộ cho em nè. Ôi giời ơi, em nhớ đấy nhỉ. Chịu ao mộ luôn kìa mọi người. Quầy tính ra tụi trong lại sân tinh tốt cũng tốt ghê mà. Nhưng mà có điều sợ ma thôi chứ tốt lành gì đâu. Ôi ôi, lao mộ đàng hoàng luôn nha. Ôi ôi, đập cái nhang luôn ơi. Chết rồi, để đặt lại nè, đặt lại rồi. Thôi, thôi, bây giờ mình qua coi hàng kia nó kêu thầy pháp về chưa các bạn ơi. Ôi, không biết tụi nó xong chưa ta. Dạ, ở đây nè thầy ơi. Đúng rồi. Được, thầy ơi. Em sợ đâu tụi ma cái được thầy. Nó có là gì cậu? Ôi thôi là gì? Thầy pháp luôn hả? Đúng rồi, ở đây nè thầy ơi. Đúng rồi, dạ, đúng rồi. Đọc tên mình ra cúng luôn á trời. Nguyên con heo luôn. Cho thầy tên cái tuổi, xin cái tuổi coi. Tuổi. Để coi nó biết tuổi không, 21 lần đôi, con 21 lần đôi đưa cho thầy. Vậy 21 lần đôi luôn rồi trời. Sao kỳ vậy thầy, sao tự nhiên 21 tuổi mà 21 lần đôi. Ông thầy này lừa đảo các bạn ơi. Trời ơi, có chuyện này nó vậy đó, con đừng có hỏi nhiều lắm. Thân lắm, thức lẽ. Ôi, ông thầy này lừa đảo là lừa tiền rồi các bạn ơi, chưa cái gì đâu. Dạ rồi, con gửi hẹn trước con nữa. Ôi trời ơi. Mấy nghìn đồ ok. Ôi, để tiền lên dĩa luôn á trời. Để tay. Để tay đọc chú là thầy niệm chú nha con. Ôi trời ơi. Ôi tiền đâu có tiêu vậy? Ê, hình như lấy rồi. Thầy ơi. Ủa chắc rồi mình lấy đó cơ rồi sao đó cậu. Dạ. Rồi trời nó lên đi. Mình phải lấy con ơi, là ổng lấy là xong đó. Ổn không thầy. Để đợi đó ra, không biết nữa nhưng mà chắc rồi đợi đổ nó cơ rồi để đợi đọc tiếp rồi. Thầy ơi. Thầy ơi. Trời ơi, thầy ơi, có sao không thầy? Sao? Tụi ma thì bắn xuống gì rồi. Con đâu biết đâu thầy. Thôi, tôi đi nghe, tôi nghe lần sau. Dán bùa thôi. Ôi ôi, dán bùa luôn rồi kìa các bạn ơi. Nó dán bùa ngôi nhà của nó luôn, dán khắp nơi luôn rồi các bạn. Thôi, hành hạ nó vậy là vui lắm rồi các bạn ơi. Nếu các bạn muốn mình làm tiếp tập 2 nữa thì comment ở bên dưới nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Giùm hồn mơ đi đây và tôi là Hi-ya. Bye bye.